Sophia, chào mừng đến với Lalilu nha. Rửa mặt đi nào. Viền mắt. Đáng yêu thế. Đến giờ thay đồ rồi. Chiếc đầm tím bồng bềnh chưa kìa. Thêm mẫu. Gấu mèo mang dây ray băng và những chú nhím mang giày đến kìa. Cảm ơn Vương Miện nha, các bé chim. Sophia nhìn đáng yêu quá nhỉ. Công chúa đang vui chơi. Đột nhiên chiếc ống xuất hiện. Cái này dẫn đến đâu vậy ta? Sophia thấy mình ở kinh đô nắm. Ồ, mình đang ở đâu thế này? Nắm sao? Khối à? Lạ quá. Ồ, cha mẹ ơi, bạn mới đến à? Đừng lo, mình sẽ chỉ bạn cho nha. Ồ, bạn tốt bụng quá. Đột nhiên Peach, có chuyện gì ở đây thế? Mario, này, anh vừa giúp cho Sophia cảm thấy thoải mái hơn đó. Đưa bạn đi tham quan đi nào. Mẫu. Làm thành khối đa diện. Chuyển phát đến Lalilu nè. Có gì ở trong đó nhỉ? Nhiều đất nặng quá à. Làm thành bánh macaron. Đựng tràn hộp luôn nha. Món quà tuyệt vời dành cho những tín đồ hảo ngọt. Peach đang sắp xếp cùng Mario. Sophia chen vào. Có mua đồ rồi đây. Cứ tự nhiên nha công chúa. Chà, bánh macaron hả? Ngon quá. Dừng lại, cho chị công chúa mà. Được rồi, chị thử nha. Ủa, macaron đầy bất ngờ. Ô không, nhìn kìa. À, da của mình. Ăn nắm đi, tốt lắm đó. Ý hay nha. Ôi, mình đỡ hơn rồi. Giờ ăn đồ ngọt cũng nguy hiểm ghê nhỉ. Khối bí ẩn. Ống hút. Gắn ở dưới. Cho đầy acrylic vào. Thêm nắp. Thêm hộp. Màu sáng cho lần nhuộm đầu tiên này. Sophia đến thẳng tiệm làm tóc. Em muốn đổi màu tóc. Màu gì thưa cô? Em muốn màu như chị Peach ạ. Peach đây. Thú vị à. Vào việc nào. Peach nghe lén cuộc trò chuyện và âm thầm đổi màu nhuộm thành màu xanh. Nhuộm các sợi. Kiên nhẫn nào, đợi nha. Được rồi. Ủa, hình như có gì đó sai sai. À, tóc xanh hả? Ác mộng mà. Âm mưu của mình đã thành công. Này Lalilu ơi, thay đổi ngoại hình chứ nhỉ? Chắc rồi. Chà, gương mặt mới. Lấy phần của hộp nha. May thành cổ rùa. Phi vụ thế kỷ. Tiền trao. Trao áo yếm. Cả tóc mới nữa nè. Dán hình chữ L lên nón. Đó là Luigi, em của Mario. Cùng cải thiện nào. Công chúa quyết định rồi. Anh là của em. Chúng mình hạnh phúc bên nhau nha. Em cũng yêu anh nữa. Không thể nào. Ô mẹ ơi, anh có ý này. Gặp em của anh nè Luigi. Ô đẹp trai như Mario vậy đó. Rất vui được gặp thưa quý cô. Phải làm cho cô vui chứ nhỉ. Bó hoa nè. Tặng cho em. Lãng mạn quá đi. Chúng mình có cặp đôi mới rồi. Peach và Mario rất vui. Kế hoạch của anh đã thành công rồi. Lấy hộp nha. Nắm vào việc nào. Làm thành chiếc hộp. Thêm gối. Anh mua nhẫn rồi nè. Chúng mình chuẩn bị có hai đám cưới sao? Mũi tên chỉ đến. Nhảy nào. Chiếc bàn được đặt trên mây. Mình không hiểu gì cả. Giỡn à? Bất ngờ chưa? Nơi lý tưởng để cầu hôn đó. Làm vợ anh nha. Bất ngờ quá đi à. Làm vợ anh nha em yêu. Tất nhiên rồi anh yêu. Em cũng làm cô dâu nữa. Các công chúa so nhẫn với nhau. Nè, nhẫn em nhỏ hơn nè. Xin lỗi em yêu, anh ráng tìm rồi. Nhẫn mới cho em nè. Của em đẹp hơn. Không, của em. Của em bự hơn. Coi bộ còn dài dài đó nha. Nhẫn bự nhất thế giới. Cuộc tranh luận đã xong. Các cô gái đều rất hài lòng. Lalilu ơi, giúp em chuẩn bị đám cưới với. Cùng bỏ diện mạo cũ đi nào. Chuyển công chúa thành hình. Bắt đầu phát thảo. Bộ trang phục hoàn hảo. Mạng che và vòng cổ.
cô dâu của chúng mình xinh quá đi. Các cặp đôi đã có song hỷ. Cô dâu đâu rồi? Kiên nhẫn nào anh à, nắm quăng bó hoa cho cô dâu và giữ màn che. Cuối cùng mọi người đều đến đông đủ. Em tuyên bố hai người thành vợ chồng. Trao nhẫn nào. Mình không có nằm mơ. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Hoa, ném hoa đi chị. Cảm ơn nha. Đến lúc rồi, ai sẽ là người tiếp theo đây? Bé nhỏ lại đây nào. Ồ, chúng mình cần vương miệng. Cắt thành mẫu hộp. Những chiếc hộp bí ẩn có vương miệng ở trong nè. Chiếc hộp thứ hai đây. Nắm kéo các hộp xuống. Các cặp đôi đi cắm trại. Các công chúa xì xăm. Em làm gì đó? Không gì ạ. À, chúng em có bất ngờ cho anh nè. Nắm kéo các hộp xuống. Cho anh. Còn cái này của anh nè. Thú vị nhỉ. Ô mẹ ơi, vương miệng nè. Chà, chiếc mũ. Không ngờ luôn, chúng mình sẽ có con gái sao? Và mình cũng sẽ có con trai. Ba mẹ tương lai đây rồi. Viết nhật ký. Nắm kéo bút đến. Cho vào hộp. Máy ép tóc. Treo móc lên nha. Trong hộp có gì đó? Dây hả? Reo ở dưới. Túi nước. Nắm mọc rồi nè. Ống nhỏ giọt này giúp các mẹ hồi phục sức khỏe nhanh chóng đây. Các công chúa chuẩn bị sinh con rồi. Chắc là đây rồi. Mình lo quá. Phòng đây các mẹ ơi. Hay quá. Nắm đang làm xét nghiệm. Mọi thứ ổn rồi. Dùng ống nhỏ này nè. Bí mật sau màn hình. Ồ, các em bé tuyệt vời đã chào đời. Con bé giống em quá. Bản sao bé nhỏ của mình. Con gái ơi, anh mừng quá em à. Lại có thành viên mới trong gia đình rồi. Bỏ đồ ra khỏi hộp nha. Viền hình tròn trên vài miếng cát tông. Bọc lông. Nệm nè. Thêm chân đế. Đảm bảo giấc ngủ ngon nè. Các bé vui chơi dưới sự giám sát của các ba. Có chuyện gì thế? Nghe mùi gì không? Ồ không. Ồ mẹ ơi. Cùng thay tả nào. Tìm được rồi. Các ba vào việc. Vào thùng rác nào. Trông trẻ chẳng sướng gì đâu. Các bé muốn đi ngủ rồi nè. Đúng rồi. Bình tĩnh nào các bé à. Ăn rồi ngủ nha. Làm tốt lắm Yoshi. Các ba mệt lả rồi. Đúng là một ngày mệt mỏi. Hello hello. Bé cưng, đến khu làm nhanh lên. Hãy tẩy sạch tóc nhuộm của bé nha. Điểm màu tím. Bé Sophia đang dần trở thành một em bé chính hiệu nè. Miranda buôn bán rau ở chợ. Mọi người ơi, trái cây và rau quả tươi đây. Hello. Táo này bán sao dạ? 7 đồng la ly, nhưng lấy bạn 5 đồng thôi. Vậy mình lấy hết hộp luôn nha. Thank you. Bye. Woohoo, khởi đầu tốt quá đi. Cháu gái ơi, có cái gì ngon không? Dưa hấu này ngọt như mật luôn đó bà. Ồ, bà thích ăn ngọt lắm. Bà sẽ lấy nó. Cảm ơn bà đã ủng hộ ạ. Chúng ta may mắn quá đi. Hoàng tử đã theo dõi người phụ nữ tuyệt vời này lâu lắm rồi. Nàng tên gì vậy thưa tiểu thư? Miranda, còn tên của em bé là Sophia. Em bé dễ thương quá. Ta có thể mời nàng đến lâu đài được không? Sao không chứ? Hôm nay kiếm đủ tiền rồi. Giờ thư giãn thôi nào. Tháo quả bóng LOL ra nha. Quấn nó bằng tua rua vàng. Và trang trí thêm ren nhúng xếp. Làm chân. Gắn giường vào nha. Lắp một cái màn che. Thêm chiếc nơ dễ thương ở phía trước. Chiếc giường sang trọng sẽ cho bé gái một giấc ngủ ngon. Hoàng tử Roland và Miranda đã lập gia đình. Ồ, con bé cứ khóc thúc thích mãi thôi. Twinkle, twinkle. Anh à, phụ em dỗ con nín đi. Nhưng anh không biết phải làm sao cả.
Em tin anh làm được mà. Em đau đầu quá. Cha, ba đã chuẩn bị buổi hòa nhạc rồi nè. Biết rồi, người đâu? Con gái ta cần một cái nôi. Okay. Mẫu mới dành cho công chúa nhỏ. Cái này không hợp với em bé đâu. Vậy cái này thì sao? Ta không thích. Lần thử thứ ba, chúng tôi thấy cái này là sang nhất rồi đó. Ồ, lộng lẫy quá đi. Ba mẹ đặt con gái lên trên giường. Cuối cùng bọn họ cũng được yên tĩnh nghỉ ngơi. Cưng ơi, đi với Lalelu nha. Hãy thay đổi đôi tay. Làm thêm phần ngực và bờm. Nhuộm dây câu cá thành màu đen. Để làm râu. Gặp Clover nha. Nhiều động vật sống trong khu vườn hoàng gia. Sophia đến ngắm các thú cưng. Này, các bạn có khỏe không dạ? Khỏe lắm. Hey, chơi trốn tìm không nè? Chơi chứ, bạn trốn trước đi. Các con vật chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Trốn kỹ chưa? Mình tới đây. Mọi người trốn ở đâu rồi ta? Bé thỏ chạy đến chỗ cô bé. Muốn làm bạn hả? Mình là Clover. Thỏ con nhảy vào vòng tay cô bé. Chúng ta bắt đầu phiêu lưu nha. Lấy một cái rương trống. Sơn lại phần gỗ. Lắp thành ổ khóa. Trang trí nó với chữ lồng vàng. Hãy mạ vàng vôi nữa nha. Nhìn mấy đồ chơi này kìa. Quá rộng rãi luôn. Sophia, con yêu lại đây với mẹ. Mẹ ơi, mẹ gọi con hả? Ừ, xem mẹ tìm thấy gì nè. Một tấm bản đồ cũ. Thật thú vị. Chữ X sẽ đánh dấu vị trí ẩn giấu kho báu. Con sẽ đi tìm kho báu ạ. Chúc may mắn con yêu. Sophia đang trên hành trình của mình. Clover, bạn đồng hành với mình nha. Ừ, mình giỏi bản đồ lắm. May quá, chúng ta cùng nhau tìm kho báu thôi. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi. Ở đây không có. Đây cũng không luôn. Ồ, thấy rồi, thấy rồi. Phía sau bụi cây có một cái rương to lắm nè. Giỏi lắm Clover. Wow, cùng xem nào. Toàn là đồ chơi cũ của mình. Đúng là kho báu thật sự mà. Hay quá. Siêu tìm kiếm luôn. Ra ngoài đi búp bê. Thay đổi khuôn mặt của bạn nha. Phủ đỉnh đầu bằng sơn acrylic. Sợi tóc tổng hợp tuyệt vời. Biến chúng thành tóc thật nha. Vò nát vải. Xong rồi. Cánh hoa, hãy may thành một chiếc váy. Chiếc váy này rất hợp với Sophia. Sophia đã thành một thiếu nữ quyến rũ. La 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 la. Khu vườn đẹp quá đi. Mấy chú chim bay đến gần cô bé hơn kìa. Các bạn thích giọng hát của mình hả? Công chúa được bao quanh bởi hàng trăm con vật. Tất cả đều là fan của mình sao? Tuyệt quá, giống như buổi hòa nhạc thiệt vậy đó. Hoan hô, Sophia. Hoan hô, hoan hô. Một giọng nói tuyệt vời. Fan hâm mộ đang đi theo cô bé. Cô bé sẽ phải đi nhiều nơi rồi. Lấy một viên kim cương giả nha. Làm thành vòng cổ. Tháo rời chiếc hộp ra. Bọc cái nắp bằng vải nỉ. Bùa hộ mệnh ma thuật. Nó có năng lực gì đây? Mẹ gọi Sophia lại. Mẹ, mẹ có chuyện nói với con hả? Đúng vậy con yêu, ngồi đi. Mẹ có cái này muốn cho con nè. Nó rất là giá trị luôn đó. Wow, bùa hộ mệnh. Nó để làm gì vậy mẹ? Đeo thử đi con yêu. Wow, nó hợp với con không nè? Dễ thương lắm. Có nó, con có thể hiểu được động vật, biến thành nàng tiên cá hay thu nhỏ lại. Wow, không thể tin được. Con thành em bé rồi nè mẹ ơi. Chỉ cần đừng để mất nó nha. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Chào mừng bạn đến với Lalelu. Xuất hiện gương mặt mới. Mình sẽ quay lại ngay. Kiểu dáng quá đẹp. Đến lúc phải thay đồ rồi. Xong rồi, đẹp quá đi. Trang trí bằng nửa hạt cườm nha. Và kết cườm nè. Thêm vương miệng trên đầu nữa. Sophia đệ nhất đã trưởng thành hẳn rồi. Ba mẹ quyết định tổ chức một buổi kén rể long trọng. Đừng thuyết phục con nữa mà. Con không thích như vậy xíu nào đâu. Con gái ít ra cũng phải xem một vài ứng cử viên đã chứ. Vào đi. Du, du. Trái tim cháy bỏng. Tâm hồn đau đớn. Công chúa, câu rap này là cho em. Du. Ồ, không. Ba và mẹ cùng nhìn nhau. Không, không đời nào. Vị hôn phu thứ hai. Ánh mắt của ta tan chảy vì vẻ đẹp của công chúa. Cho nên không mất nhiều thời gian để chịu đựng nữa. Ứng cử viên thứ ba là một ác quỷ.
Muôn tâu bị hả? Ồ, quá đủ rồi. Chà, cậu ta đã cố gắng rồi. Con mệt lắm rồi, con không chịu nổi nữa đâu. Vương miệng rơi xuống, Sophia đang chạy trốn. Và đột nhiên, sợi dây chuyền rơi xuống. Ê, mình đang đánh đàn mà. Xin lỗi, mình không cố ý đâu. Wow, một tia lửa chạy xuyên qua bọn họ. Nàng ơi, có thể cho ta vinh dự được đi cùng nàng không? Rất sẵn lòng. Liệu Sophia có quên sợi dây chuyền không nhỉ? Một chú ngựa nhảy vào khu làm việc. Hãy cắt bỏ cái bờm cũ đi nha, và cái đuôi. Uống nước thần kỳ. Phép màu. Vẽ mắt màu xanh lá. Sơn móng guốc. Vẽ hình yên ngồi. Hoàn hảo. Chuẩn bị đầy đủ các chi tiết thích hợp để trang trí. Bờm lông màu hồng. Dễ chải. Cánh. Chi. Chắc phải bay được chứ. Ồ, bùa hộ mệnh của mình. Mình cần các bạn tìm giúp. Nên chọn ai đây? Nửa con cũng được, nhưng bạn nhỏ quá. Này chắc được nè. Cao quá. Ngựa. Ồ, sợ quá. Công chúa ơi, mình sẵn sàng giúp bạn đây. Kỳ lân à, bạn đúng là kỳ diệu. Mình không thể nghĩ ra ai tốt hơn nữa. Nhanh lên, chúng ta đi tìm bùa hộ mệnh thôi. Bọn họ bay lên bầu trời. Phong cảnh tuyệt vời. Những vùng đất kỳ diệu, nhưng cũng không nhìn thấy bùa hộ mệnh đâu cả. A ha, đây rồi. Trúng mánh rồi nha, mình vào rồi, vào to rồi. Cái kẹp dễ thương. Cắt ra làm đôi nha. Để vải vào và trộn lên. Đôi tay để không. Nhồi đầy sợi tổng hợp vào gối. Vương miện xứng đáng được trưng bày. Trang sức đẹp nhất. Sophia đang học cách làm nữ hoàng. Mình vẫn còn nhiều thứ phải học quá, nên bắt đầu từ cái nhỏ thôi. Mình sẽ đọc hướng dẫn ngắn gọn cách để trở thành một nữ hoàng. Ồ, khó thật đó nha. Mình phải đứng thẳng, đội thêm chồng sét. Nhìn mắc cỡ quá à. Trời ơi, không dễ dàng gì. Cái gì tiếp theo đây? Nghi thức ăn uống. Ai nghĩ ra mấy quy tắc này không biết nữa. Sophia, nhanh lên. Lễ trao vương miện trễ rồi đó. Ồ, mọi người đã đến rồi sao? Đây là vương miện của mình đó hả? Bây giờ ta tuyên bố Sophia đệ nhất là nữ hoàng mới. Chúc mừng người kế vị. Cô nàng chắc chắn lật đổ chế độ quân chủ nhàm chán này. Trong chiếc hộp có gì nhỉ? Ngạc nhiên chưa? Làm sạch mặt nào. Vẽ đôi mắt. Vẽ các đường nét bên trong nha. Chút mi thật cong nè. Và thêm ít điểm nhấn. Đánh má hồng nhẹ nhàng. Đội mũ vào. Và làm tóc thôi. Tạo kiểu với tóc mái nào. Mặc chiếc áo màu hồng nha. Thêm một vài điểm nhấn. Đính đá quý. Tạo điểm nhấn với khuyên tai. Và vương miện bằng vàng. Công chúa Peach đã hoàn thiện. Công chúa đang đi dạo qua vương quốc nấm. Ai nấp đằng sau cái cây vậy? Công chúa điện hạ, xin hãy làm vợ ta. Ngươi đang làm gì vậy? Không, chúng ta là kẻ thù. Tặng hoa không thành công. Hay là công chúa thích quà? Công chúa sẽ thích lắm đây. Đèn vụt tắt. Hắn định làm gì vậy? Hắn bắt đầu chơi nhạc. Ồ, đánh đàn hay đó chứ. Công chúa đồng ý làm vợ ta chứ? Không. Công chúa sẽ thuộc về ta. À, cứu với. Công chúa đang gặp nguy hiểm. Ngươi nghĩ có thể ngăn ta lại được sao? Tên thợ sửa chữa kia. Đừng hòng coi thường ta. Mario, cứu em với. Chiếc nấm này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình. Yeah, thắng rồi. Công chúa, em an toàn rồi. Thank you. Ô, vị cứu tinh của em. Họ yêu nhau rồi kìa. Cùng làm chiếc hộp bí mật nào. Chuẩn bị mẫu. Hình siêu âm nè. Que thử thai. Bất ngờ sẽ được gửi đến đâu nhỉ? Công chúa biết muốn tạo bất ngờ cho hoàng tử của mình bằng bữa tối lãng mạn. Không được nhìn trộm nha. Ok. Ta-da. Wow. Nâng ly
cho tình yêu của chúng ta. Anh yêu em, anh thích lắm. Chưa hết bất ngờ đâu nha. Công chúa mang đến một chiếc hộp bí mật. Nhìn nè, quà tặng cho anh. Thú vị quá. Wow. Hình siêu âm, que thử thai. Không thể nào. Anh yêu, anh có ổn không? À, anh đang tự hỏi liệu mình có trở thành người ba tốt không? Cả gia đình đang chờ đợi thành viên mới chào đời. Cắt thành những mảnh nhỏ nha. Lắp thành một chiếc hộp. Sơn lại. Thêm dây đeo. Sơn lại tay cầm bằng gỗ. Đến lúc đặt các dụng cụ vào rồi. Mọi thứ đã vào vị trí và thuận tiện để sử dụng. Mario đã vượt qua thử thách. Anh chàng đang đi qua một công trường. Cứ để như vậy nguy hiểm lắm. Để mình sửa, không mất nhiều thời gian đâu. May là Mario có mang theo hộp dụng cụ nè. Hoạt động trở lại rồi. Tuyệt vời. Thật tốt quá đi. Mario bắt đầu nhảy lên những viên gạch. Anh chàng rơi xuống ống rồi. Có vẻ như anh hùng của chúng ta sẽ phải hy sinh trong hang rồng. Nè, im lặng. Chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây. Bình chữa cháy, đúng là thứ mình đang cần. Chú rồng đang bối rối. Anh chàng đã tận dụng cơ hội này mà nhảy ra ngoài. Chuẩn bị một tấm vải nha. Trông như những cánh hoa vậy. Khâu chúng lại nào. Vậy là đã có một chiếc váy rồi nè. Tiếp đến là phần thân váy. Thêm viền ren và cổ áo. Thêm một lớp váy ngoài. Xinh ghê nè. Đeo phụ kiện nha. Đá lấp lánh. Công chúa Daisy đáng yêu quá đi. Đói quá à. Trái cây tươi đi. Em muốn ăn táo. Được ạ, tiền đâu ạ? Em không có tiền. Không có tiền thì không có táo. Xin lỗi nha. Ô không, mình đói chết mất. Công chúa Bích đã biết chuyện rồi. Ta có thể giúp em tìm việc làm. Vừa khéo ta cũng đang tìm người. Công chúa mua táo không? Được, ta có thể mua cả cửa hàng này. Sạp trái cây giờ là của em đó. Em không biết phải tỏ lòng biết ơn thế nào nữa. Em cần nhanh chóng đến làm việc cho ta đó nha. Nhật ký yêu thích. Tháo bộ lông màu mè ra. Trải thật kỹ. Bỏ đầu cọ đi. Một chiếc chổi lông. Vẽ phác thảo các chi tiết. Cắt ra nha. Hai chiếc dây đeo nữa. Đeo băng đô. Đơn giản quá. Tốt hơn rồi nè. Cầm một chiếc xô nào. Sẽ có ích lắm đó. Daisy đã có đủ dụng cụ dọn dẹp. Mấy giờ rồi nhỉ? Mình trễ hẹn với Mario rồi. Nhiều bụi quá à. Daisy, dọn dẹp sạch sẽ trước khi ta trở về nha. Nhưng em phải dọn dẹp thế nào đây? Ta sẽ đưa cho em các dụng cụ cần thiết. Đây, cảm ơn, công chúa đi chơi vui vẻ nha. Tạm biệt. Daisy nhanh chóng thay đồ và làm việc. Tạm biệt bụi nha. Cô nàng đang rất chăm chỉ. Xong rồi, tuyệt vời. Hello. Cô gái trẻ, tên em là gì? Daisy ạ. Để ta giúp em. Daisy đã phải lòng Mario. Khó xử quá. Em có muốn cùng uống trà không nè? Xin lỗi, em phải đi rồi. Hôm nay cô bé kỳ lạ ghê. Chuẩn bị nguyên liệu thôi nào. Làm giá đỡ. Chèn ống nhỏ hơn vào. Sơn lại với màu bạc. Tách ra nha. Bỏ ống keo vào. Nối với dây điện. Ai cần được trợ giúp y tế nào?
Mario và Big đang mong em bé chào đời. Ồ, con bé đang đẹp nè. Gần đây bé con có hơi lo lắng nhỉ? Không phải đâu. Em yêu, có khi nào bé con muốn chào đời không? Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Mario bế vợ ra xe. Họ vội vã đi đến phòng khám. Bác sĩ, nhanh lên. Tôi có thể giúp gì? Cô ấy bị đau bụng rồi. Tôi hiểu rồi, cô ấy cần được truyền nước. Cô sẽ thấy khá hơn thôi. Chúng ta cùng nhau vượt qua nha. Thật tốt khi có anh bên cạnh. Cắt quả bóng tennis ra. Bọc lại bằng vải. Trang trí với đá. Bụng giả đã hoàn thành. Daisy, em thấy sao nào? Ô, giúp với. Tháng thứ mấy rồi? Đây là tháng cuối của em. Bác sĩ thấy bụng của em không? Chúng ta đến phòng bệnh nha. Em ngồi đi. Nice. Gọi Mario đi, anh ấy là ba của đứa bé. Okay. Daisy, đây không phải là vợ của ta, nhưng là con của cậu mà. Không thể nào. Cậu hãy tự giải quyết đi. Xem kết quả siêu âm nào. Ô không, em sợ tia bức xạ lắm. An toàn lắm, không sao đâu. Dừng lại. Daisy nhảy lên. Chiếc bụng giả đã rơi ra. Bác sĩ và Mario đã sốc không nói nên lời. Daisy bỏ chạy. Chuyện gì thế này? Hãy đánh thức em bé dậy nào. Làm cây nấm từ đất sét. Đổi màu nha. Tô màu thật đẹp. Dễ thương quá. Thêm điểm nhấn. Làm áo choàng. Đánh dấu. Bác sĩ đến rồi đây. Bác sĩ đưa công chúa vào phòng bệnh. Tôi sẽ gọi bác sĩ sản khoa giỏi nhất ở đây. Ok. Xin chào, cô sẽ sớm được làm mẹ. Tuyệt quá, mình thật may mắn. Đúng vậy, bác sĩ đây ạ. Hộ sĩ đưa bác sĩ sản khoa đến chỗ cô biết. Trước tiên khám bụng nào. Em có một cặp song sinh đó. Thật tốt quá đi, cảm ơn bác sĩ. Em bé dễ thương quá. Sơn lại tóc nha. Vẽ áo. Và quần dài. Cắt hai dây đeo. Đổi nón nào. Anh trai và em gái. Bản sao của ba mẹ. Hít đã sẵn sàng sinh em bé. Đóng màn hình lại nào. Hít đã sinh ra một cặp song sinh rồi. Em yêu, chúng ta được làm ba mẹ rồi. Công chúa, Mario, em xin lỗi. Em rất mừng cho hai người. Được rồi, chúng ta không có giận em đâu mà. Này cô, đợi đã. Ồ, chuyện gì thế này? Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.